Kỳ, Donald Trump. Thưa các vị khách quý Hoa Kỳ cùng toàn thể quý vị, thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nồng nhiệt chào mừng Ngài Tổng thống cùng đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ tới Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào thời điểm sôi động nhất của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Mr. Donald Trump, President of the United States of America, distinguished American guests, ladies and gentlemen, on behalf of the leaders and people of Vietnam, I warmly welcome Mr. President and the high-level American delegation to Hanoi, Vietnam, on a state visit at the most vibrant time of bilateral relations. Sự hiện diện của Ngài cùng các vị khách quý Hoa Kỳ tại Hà Nội đáp lại lời mời của lãnh đạo Việt Nam là bằng chứng sinh động nhất cho thấy lãnh đạo hai nước chúng ta hết sức coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và sức sống mạnh mẽ của mối quan hệ này. Leaders of the two countries attach great importance to the bilateral comprehensive cooperation. The presence of Mr. President and the distinguished American guests in Hanoi at the invitation of Vietnamese leaders is a testimony to that, as well as to the strong vitality of our relationship. Xin chúc mừng Ngài Tổng thống đã có những ngày làm việc hiệu quả và thành công trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thành công chung của hội nghị. Đặc biệt, tôi đánh giá cao Ngài Tổng thống đã có bài phát biểu rất ấn tượng tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC với thông điệp khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu bền của Hoa Kỳ đối với châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và những khu vực lân cận là cường quốc châu Á, Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đã, đang và sẽ tiếp tục đóng một vai trò rất quan trọng đối với các nước trong khu vực. Chúng tôi mong muốn Hoa Kỳ phát huy tích cực hơn nữa vai trò này. My congratulations to Mr. President on your productive, successful days within the APEC Economic Leaders Week in Da Nang City, with significant contributions to the overall success of the summit. I particularly appreciate Mr. President's impressive speech at the APEC CEO Summit, with the message reaffirming the strong and long-term commitment of the United States to the Asia-Pacific, Indian Ocean, and the nearby region. As an Asia-Pacific power, the United States has been and will be playing a very important role to the regional countries, and we want the United States to promote that role in a more active manner. Tôi tin tưởng trong thời gian ở Đà Nẵng và thủ đô Hà Nội, Ngài Tổng thống cùng các thành viên trong đoàn sẽ cảm nhận rõ hơn lòng mến khách và tình cảm thân thiện của người dân Việt Nam đối với Ngài và nhân dân Hoa Kỳ, cũng như vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội. Mr. President has stayed in Đà Nẵng and is now in Hanoi. I believe you and other members of the delegation will better perceive the hospitality and friendliness of the Vietnamese people accorded to you and the American people, as well as enjoying the beauty of Hanoi in fall. Thưa Ngài Tổng thống và các vị khách quý Hoa Kỳ, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có một bề dày lịch sử lâu dài. Từ những năm đầu của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi, người được UNESCO tôn vinh là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, trên hành trình đi tìm đường cứu nước, đã dừng chân tại Boston, bang Massachusetts, cái nôi của cách mạng Hoa Kỳ. Những năm tháng sống và làm việc ở đây đã giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy ở đất nước và nhân dân Hoa Kỳ một đối tác, một người bạn, và ngay trước khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ mong muốn gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ.
Mr. President, and distinguished American friends. The relationship between Vietnam and the United States has had a long-standing history. In the early years of the previous century, President Ho Chi Minh, a hero of national liberation and a great man of culture as honored by UNESCO, was on his voyage in search of national salvation. He made a stop in Boston, Massachusetts, a cradle of the American Revolution. The time he stayed and worked in the U.S. made him believe in the United States and American people as a partner and friends. Right before the establishment of the Vietnam Democratic Republic in August 1945, President Ho Chi Minh had expressed the desire to meet American friends. Vượt lên những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam và Hoa Kỳ giờ đây đã là bạn, là đối tác toàn diện với sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, cùng nỗ lực vì một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Rising above the ups and downs of history, Vietnam and the United States are now friends and comprehensive partners with mutual respect. Respect for independence, sovereignty, territorial integrity, and respective political system, making joint efforts for the Asia-Pacific of peace, stability, cooperation, and development. Hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi bình thường hóa quan hệ, lãnh đạo và nhân dân hai nước đã gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc. Từ khi Ngài Donald Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, với sự nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ không ngừng, không những được duy trì mà còn tiếp tục phát triển, hiệu quả, thực chất hơn trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, y tế, nhân đạo, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, đem lại lợi ích cho cả hai bên. Chúng tôi vui mừng khi hai bên vừa hoàn thành các hạng mục chính trong chương trình tẩy độc sân bay Đà Nẵng. Since the normalization of relations two decades ago, leaders and people of the two countries have shelved the past, overcome differences, built on similarities, looked to the future, and unceasingly forged bilateral friendship and cooperation. With the efforts of the leaders and people of the both countries, the momentum of bilateral comprehensive partnership has been well maintained and promoted since the taking office of President Donald Trump. Cooperation has continued to grow, becoming more productive and substantive in a range of areas such as politics, foreign affairs, economic, trade, healthcare, humanitarian issues, science and technology, exchange of people, which benefit both sides. We are happy to note the completion of main components of the Da Nang Airport remediation project. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Tổng thống là cột mốc rất quan trọng, đánh dấu thời khắc tốt đẹp nhất trong lịch sử quan hệ, mở ra một tương lai rộng lớn để hai nước viết tiếp những trang sử mới. Tôi chia sẻ một câu phát biểu của Ngài: không có giấc mơ nào quá lớn lao, không có trở ngại nào quá vĩ đại, và không có mong muốn nào của chúng ta về tương lai nằm ngoài tầm với. Và tin tưởng trong bối cảnh khu vực và thế giới còn nhiều biến động, mối quan hệ hợp tác toàn diện, ổn định và cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ là một nhân tố tích cực góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. President Donald Trump's visit to Vietnam represents an important milestone and the best moment in the history of bilateral relations, opening up a vast future for new pages in the bonds between our nations.
I wish to share Mr. President's words. No dream is too big. No challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach. In the regional and international landscape of tremendous changes, I believe the comprehensive, stable, and mutually beneficial relations between Vietnam and the United States will be a positive factor, significantly contributing to the maintenance of peace, stability, cooperation, and development in the region and the world. Trong không khí đầm ấm và hữu nghị, tôi trân trọng mời ngài Tổng thống, các vị khách quý Hoa Kỳ và Việt Nam cùng nâng cốc chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ tiếp tục phát triển. Chúc sức khỏe ngài Tổng thống, lãnh đạo hai nước và toàn thể quý vị có mặt tại đây. In this warm and friendly atmosphere, may I invite Mr. President, American and Vietnamese friends to raise our glasses to the ever-expanding relations between Vietnam and the United States, to the health of Mr. President, the two countries' leaders, and you all present here tonight. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you. Thanks, Rex. Xin cảm ơn Chủ tịch. President Quan, I would like to thank you very much. This is a very, very special time to be with you and the great people of Vietnam. We've come a long way, the United States and Vietnam. We've seen it from both sides of the picture. And this is the pleasant side. You are doing a spectacular job. Your people are doing a spectacular job. And in the United States, likewise, we are doing very, very well. We've had the highest stock market we've ever had. We have the lowest unemployment in 17 years, and people are pouring back into our country in the form of manufacturers, car builders, and others. I toured Vietnam today. I was through the streets of Hanoi, and it's incredible to see, incredible to watch, and it's truly one of the great marvels. It really is something to behold. I would like to congratulate the people of Vietnam. I would like to congratulate you, Mr. President, on an outstanding job. I would also like to send my condolences on Typhoon Demre, which was devastating and a great loss of life in Vietnam. And please give my regards and our sympathies to everyone. I know you will rebuild, and the families will slowly rebuild. Very tough to recover from that kind of a loss. But please, on behalf of the United States, our condolences. And at the same time, our congratulations on a job well done. Vietnam has truly become one of the great miracles of the world. And it's very impressive, no matter where you come from, no matter who you are, when you look at what's happened in Vietnam, there is nothing more impressive. Thank you very much for this honor, and I look forward to seeing you, Mr. President, many, many times over the future. Thank you.